Dạ yeah, em xin chào tất cả anh em mình ha. Thì hôm nay em lên video 227 ha anh em. Xin giao lưu với anh em mình một số combo ha. Mà mã số 1 đầu tiên là một cái cây linh sam 86 zin. Cây thì đang full bông luôn, anh em coi nè. Nó già cái nó đủ uh, nắng ha. Nước đầy đủ cái anh em coi nè. Nó già cây cái nó ra bông hết hết full cây luôn ha anh em. Quan trọng cho anh em mình coi. Đó, ra full cây luôn ha. Ra bông full cây. Nói chung mà tím cây luôn anh em Cây khá là già luôn rồi Anh em coi nè So sánh với cái bút xó giúp, ở Ủa cái uh, bút lông giúp em ha Đó Thằng cốt nè To hơn tay cái Cao ha Một gan Hai gan ha anh em Đó Bề ngang của nó nè Một cây viết xó ha Hai cây Ba cây luôn ha anh em Bề ngang tầm cỡ 45 ha 45 xăng 45 50 xăng. Cây thì full uh, hoa luôn rồi. Em coi, tím cây luôn ha. Đinh đinh sam 86 gin. Tay cành cốt nè. Kẽm này thì về anh em mình để thêm uh, tầm tháng nữa mở ra được rồi. Em vô vừa kẽm cũng lâu rồi. Đó. Vô trong một cái châu tượng ha anh em. Cái này để bàn chơi ha. Hôn hoa luôn Linh Sam 86G rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 1.200k bao ship ha có luôn chậu cho anh em mình luôn 1.200k bao ship có luôn chậu tàn tương đối khá là bự rộng luôn rồi, một gan nè hai gan tay hết em hai gan gửi này tầm có 45 50 xăng á thằng cốt là mã số 2 ha anh em, một cái cây uh, linh sam gieo hạt kép 86 cẩm thạch ha. Cẩm thạch thì anh em coi nè, lá nó bong bong vàng 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 ha. Nè, lá nó bong 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 vàng vàng đó. Cây nè vô trong chậu ống nhỏ ha. Xuống nó cao hơn nó 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 thấp hơn cái cái đất chậu luôn ha anh em. Vô trong chậu ống thấp hơn chậu ha. Về anh em kiếm cái chậu thôi cái đôn nào đẹp đẹp đó mình uh, để lên gang em gì nè. Đó cho nó cao lên cho nó đẹp ha. Thoáng cây. Cây bút ra. Đó. Cái gan tay em là 20 xăng nè cao không, một gang tay em luôn ha, hơn 20 xăng luôn. Đó. tám 86 sáu thạch ha, thì nó cũng giống như 86 mình thôi, nhưng mà cái lá nó đẹp hơn tí ha anh em. Cái lá nó bông bon bông vàng vàng nè, nó 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 đẹp hơn. Nhìn nó vàng vàng nó lạ lạ đẹp ha. Thì bông hoa thì nó vẫn giống như 86 mình thôi. Nó vẫn xiên bông bình thường. gửi đi thì vẫn bị vàng lá luôn ha anh em. Bị vàng lá ha. Cái này là nó bông màu vàng vậy nè. Đó rồi nó vàng lá là khác ha anh em. Vàng lá nó rụng là khác nữa. Này nó bông bông màu vàng này là nó 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 cẩm thạch nè anh em để mình nắng nhiều quá thì nó nó lên màu vàng càng nhiều nữa nó cẩm thạch lên nhiều nữa nó bong bong nhiều hơn ha vàng khè nguyên cây luôn nhìn đẹp lắm rồi cây này mã số 2 em xin zalo với anh em mình là ba trăm gửi anh em ba trăm gửi bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha có chậu không có đơn hết em rồi tiếp theo là mã số 3 ha một cái cây linh sam hàng lùng lực này anh em tay cành cốt em nuôi to to cho ha đế thì cũng tương đối cái này khá là đều tự nhiên đó chứ không được 24 giờ hả nè đó, đế thì cũng tương đối thôi em mới trà rửa sạch uh, sạch cho nó trắng trắng lên ha nhìn cho đẹp tí ở về anh em mình nuôi thêm tí nữa thì đẹp thôi đó, cây nè cốt nuôi to to hết trơn rồi ha to bự lực hết trơn rồi rồi cây này mã số 3 thì em xin cho lưu với anh em mình là 800 bao ship ha anh em mã số 3, 800, bao ship, linh sam. Hoành thăng đó nè. Đó, to ha anh em. Để cái chai uh, keo mỹ tiếng cho anh em coi. Này chai, keo mỹ tiếng nhỏ ha anh em. Uh, 100 gram ha. 100 gram. Chai keo mỹ tiếng nhỏ 100 gram. Cao cao này chắc tầm cỡ 16 xăng ha anh em. Ừ, hoành thăng nhỏ hơn chai keo mỹ tiếng nhỏ một tí ha. để thì nó khá là đều tự nhiên luôn cái này em chân chứ em cắt á, nó đâm ra gãy con nè. 800 ha anh em, bao ship. Rồi tiếp theo là mã số 4 ha anh em, một cái cây linh sam à, lùng lật luôn anh em ơi, cây này cây bài chất lắc ha. Đó, trực lắc cũng tương đối khá là đẹp duyên ha anh em. Đó, tay cành chi phong là có đầy đủ hết trơn rồi. Cái nhánh này thì hơi bé xíu, vậy anh em mình vừa chơi vừa nuôi thêm ha, cho nó to lên tí nữa mình cắt ngang. Cắt ngang đây. Đó là cái tàn nè anh em coi đều ha Xuống này Này lên sam song hình hả anh em Đế cũng tương đối uh, chơi được Chứ không được 24 giờ anh em ơi Chơi được thôi Chứ không được 24 giờ ha Tôi cũng đều đều tí nè Nhưng mà chơi được thôi chứ không được 24 giờ Rồi cây này thì em xin cho lưu với anh em mình là 1000k ha anh em Bao ship ha cái này thì cái ngọn em có áp đây một tí nè cho nó chuẩn chuẩn lại thì uh, uh, nói chung là cũng không sao cho anh em mình uh, em không nói anh em cũng không nhìn thấy đâu về ít hôm nữa nó nó dính thì anh em cắt sao một ngàn k bao ship mã số 4 kêu mấy tiếng hả em tiếp theo là mã số 5 anh em một cái cây uh, linh sam uh, cái này là kim sông hình anh em sông, song hình uh, lá ghí uh. cây uh, trực lắc ha đế thì nó cũ thăng nó khá là to luôn Lùm tè tay cành mình hết trơn rồi anh em so sánh với chai keo mấy tiếng giúp em ha ừ. này chắc nó to bằng chai keo mỹ tiếng bự hơn tí ha anh em nhích hơn tí tay cành tàn đồ thì nó ấy hết trơn rồi dạ yeah, hết rồi ha chỗ này em có áp ở đây miếng ha anh em nó nói chung là dính rồi nè này nữa mình, mình 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 gọt lại nữa là cho nó ăn vô luôn ha anh em tay cành tàn đồ già hết trời để thì đều chảy ra luôn nè Rồi cái này mã số 5 ha Em xin giao lưu với anh em mình là 800 Bao ship luôn ha anh em 800 bao ship Mặt thẹo đây còn hơi bự ha Giá thì khá rẻ rồi Anh em mình siêu tầm về uh, Mình uh, vô chậu chơi Về chơi về nuôi thêm ha anh em yeah, Tiếp theo cái, cái này là mã số uh, Mã số 6 anh em Mã số 6 Một cái cây linh sam Hàng lùng lật luôn nè anh em hàng lùng lực ha đó, linh sam hàng lùng lực tay cành thì khá là già luôn vậy cho anh em coi tay cành già ha để cũng tương đối khá là đều để tương đối khá là đều luôn ha, anh em đó. hàng siêu mini nhỏ xíu thôi nhưng mà cốt cành tay đồ nó bự chà bá luôn ha nuôi tay cành già hết trơn rồi mịn tàn ấm tàn hết rồi đó, cây này mã số 6 ha em xin giao lưu với anh em mình là 800 bao ship cho anh em mình luôn ha 800 mã số 6 bao ship hôm nay mới lên được lô ha anh em Câu này mới dọn sơ sơ lại lên vô lưu với anh em mình Đó, à, 800 bao ship rồi tiếp theo là mã số 7 ha anh em mã số 7 một cái cây linh sam song hình luôn ha hàng à, lùng lực nè anh em hàng lùng lực ha để cũng tương đối à, nở ra ha chứ không có được 24 giờ tay cành thì anh em mình coi nuôi lực bự chà bá luôn rồi đó nuôi lực hết trơn rồi ha phần ngọn thì hơi yếu xíu vậy anh em mình nuôi thêm tay cành lực hết ha anh em ngọn hơi yếu yếu xíu anh em mình về chăm thêm thời gian nữa cho nó nó ngon cái phần ngọn nữa ha này vậy anh em ép chậu vừa chơi vừa nuôi rồi cũng được rồi đó anh em so sánh cây keo mấy tiếng giùm em nè cốt cành đồ lực hết trơn rồi ha già khú hết trơn rồi tay cành đồ cũng khá là ok. Rồi, cây này mã số 7 anh em, em xin Zalo với anh em mình là 1000k, bao ship luôn ha. 1000k, bao ship. Dạ, tiếp theo là mã số 8 ha anh em, mã số 8, một cái cây linh sam song hình, dáng bài ha, cây uh, bài nè, tàn mình già hết trơn rồi. À, đế cũng tương đối khá là ok ha anh em, phù hợp vô cho cái dáng bài ha. Anh em coi này. Đó, à, đế chịu lại có nè cốp cành đó này khá là già rồi tay cành tàn mịn hết trơn này ha cái nuôi cốt cũng to to không anh em coi nè nuôi cốt to ha hàng nuôi cũng tương đối khá là kỹ cây này về anh em mình vô chậu chơi được rồi đó trên nhìn xuống nè tàn bay ra hơn một gan tay ha anh em gan tay em 20 mươi rồi cây này thì uh mã số 8 ha em xin giao lưu với anh em mình là 900 bao ship ha, anh em 900 bao ship mã số 8 tay cành cốt rồi nuôi bự bự và già không ha hôm nay lên mấy cái hàng này à anh em nào thích cây nào thì à... alo ủng hộ cho em ha anh em qua số điện thoại là 035 4323 996 ha Dạ tiếp theo là mã số 9 anh em mã số 9 à, là một cái cây lên sam gieo hạt ghép 86 ha cây thì uh, dán dáng chật nè rễ nôm uh, khá tương đối khá là duyên anh em bự nữa đó duyên bự ha vô trong chậu men gạn luôn tay cành tàn đồ cũng tương đối khá là già rồi đó già rồi ha cao hơn một gang tay nè củ đế hoành thăng đó nè anh em so sánh ngón tay giúp em ha cao hơn một gang tay đó tay cành già hết trơn rồi cái này lá nó cũng già chuẩn bị ra bông anh em cái dòng này thì ra bông liên tục à bởi anh em mình chơi thì thích lắm có nhiều anh em chụp ha chụp hình gửi em coi giờ cây full bông luôn vậy anh em tại mình nuôi á mình Uh, số lượng ít đó nên mình chăm nó kỹ hơn em nên nó sẽ đẹp hơn nó tốt hơn ha gà bông thì nó sẽ nhiều hơn tại đây em làm số lượng nhiều quá để em giao lưu chia sẻ với anh em mình nên không có chăm sóc từng cây được cho nó nét đó, anh em nó không có đẹp được ha anh em về mình uh, chăm vệ sinh đồ kỹ hơn em thì nó, nó sẽ đẹp hơn đó. rồi cây này thì uh, em xin giao lưu với anh em mình là ba trăm ba bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha mã số 10 anh em một cái cây sam à, à, hương indo à, thăng quái ha à, tay cành tàn đồ mịn kính mít hết trơn rồi nè sam hương indo thăng quái tay cành tàn mình đến ha uhm, kính rồi vô trọng chậu, chậu nè anh em vô chậu thường chậu cho anh em mình trơn rồi thăng nó nè to hơn tay cái em ha cây cao hơn một gang tay tàn bay cũng hơn một gang tay luôn cái tàn nó hơn cái tàn nó một gang rồi đó chưa tính cái bên phần thăng bên đây ha anh em tay cành thăng khá là duyên quái luôn ha độ quái khỏi thế bàn này về anh em kiếm tí ghiêu đắp lên đây này cho nó sáng cái nó sạch sẽ cái phần chậu để cái miệng chậu lên thì nó sẽ đẹp cái cây mình nó sáng hơn ha anh em mình chơi nó sạch sẽ hơn rồi cái cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 600 bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha Dạ, yeah, mã số 11 ha anh em. Mã số 11 là một cái cây linh sam à, trắng phớt hồng ha. Cây đế điều 24 giờ, tàn thiên nhiên luôn. Đó, à, tàn đa ha anh em, thiên nhiên ha. Anh em coi nè, thân cốt nè. To hơn tay cái em ha. Đó, đế điều 24 giờ, kính mít luôn. Bông trắng thì nó khó làm đế hơn bông tím anh em. Mà được cái cây đế như vậy thì à, nói chung là tương đối khá là ok. Này bông trắng phớt hồng ha. Trắng phớt hồng. Đó. Cây tương đối khá là sạch sẽ luôn Tàn thiên nhiên hả anh em Tàn thiên nhiên Trắng phát hồng thì anh em thấy cũng ít đây Trên ấy nó cũng ít hả anh em Vậy thì anh em mình chơi Có bông rồi cho là lạ rồi chơi ha Ừ rồi, cây này thì à, em xin giao lưu với anh em mình là 1.100k ha anh em 1.100k bao ship cho anh em mình luôn ha rồi, Cây này về kiếm chậu nhỏ nhỏ nữa anh em giật đế vô Mình à, ép chậu vô mình chơi thôi Tay cạnh tàn là có rồi Trắng phát hồng thì anh em cũng biết rồi Trên thị trường thì anh em cũng ít làm nữa Tại bắt tay cạnh đồ này kia nó hơi khó ha anh em Nó mắt lá nó dài á Cây thành phẩm rồi cũng ít Mã số 12 ha Mã số 12 là một cái cây... À, À, linh sam kim sông hình ha, tàn thiên nhiên đế thì cũng tương đối khá là đều anh em. Cũng tương đối khá là đều cho uh, đẹp. Nói chung là về anh em mình giật đế lên mình ép chậu thì nhìn cũng tương đối uh, khá là ok chứ không có kém đâu ha. Giật đế là anh em giật đế lên nó còn có phần ít xíu như đây thôi nè. Đó, à, phần còn khúc à. Nên nhìn nó 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 đẹp hơn Cái cây mà nó căng đói nó đẹp cái cái bộ gốc hơn anh em. Tàn thì uh, bắt chi tôi cũng tương đối hoàn hoàn chỉnh rồi, hoàn chỉnh rồi. Đó. Mã số 11 ha. Cái này thì em xin giao lưu với anh em mình là 1000k, bao ship cho anh em mình luôn. 1000k ha anh em. Mấy hàng mini này ha, làm tay cành cũng tương đối khó là khó khá là chuẩn rồi. cái 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 này lá gí này thì nó có hai loại ha anh em bông tím với bông trắng nhưng mà giờ em để lộn xộn rồi để lộn xộn mà không biết cái này là bông tím hay bông trắng ha thì nó về nếu nó ra bông tím thì anh em chơi bông tím ra bông trắng thì nó ngon hơn anh em bông trắng trắng cuốn hồng á thì cái loại đó nó 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 nó, hơi hiếm hơn tí Gà ra bông trắng thì ngon mà có bông tím thì mình chơi đỡ ha anh em ở anh em bán với anh em giá bông tím ha một ngàn k bao ship dạ yeah, tiếp theo là mã số 13 ba anh em một cái cây linh sam nè em cho ghép cho cục đá nè cây này hôm bữa như có lên video rồi hôm nay em thấy đẹp quá trời em lên giao lưu lại với anh em mình nè à, cũng tương đối khá đẹp tay cành làm cũng tỉ mỉ chuẩn hết em về anh em mình vô chậu nữa cố định cái 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 cục đá xuống vô chậu là nó nó nó, nó cứng ngắc ha nó sẽ đẹp hơn ha rồi cây này thì hôm nay em xin giao lưu với anh em mình là 300 bao ship luôn ha anh em 300 bao ship bữa nay bán không được nên em vô chậu luôn ha 300 bao ship tay cành thì nữa anh em coi nè đang rút lá lại tương đối khá là đẹp luôn rồi đó xanh mướt luôn rồi tay cành thì bắt cũng tương đối khá là ok 300 ha anh em nay giao lưu với anh em mình 300 bao ship vậy anh em kiếm chậu nó dạt ăn đây vô chậu nó đẹp rồi anh em coi nè vô chậu là tương đối khá là ok ha theo là mã số 14 hả anh em một cái cây linh sam gieo hạt ghép 86 cây thì anh em làm cái tàn nó hơi bay bay qua vậy ha cho nó lạ lạ chút xíu anh em cho làm đứng 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 lên này kia thì cũng nhiều rồi làm nó bay bay vậy thì anh em nào thích mình siêu tầm thì về mình có cái này kia cho là lạ chơi ha cho làm kiểu một hoài thì nó cũng chán ha anh em đó rễ nôm tương đối khá là duyên luôn đẹp luôn ha sạch sẽ cây luôn thoáng luôn rồi cây này thì em xin giao lưu với anh em mình là 330 luôn Bao ship có luôn chậu cho anh em mình ha 330 Bao ship có luôn chậu Này anh em muốn đổ thì về quạt xuống cũng được luôn ha anh em Gãy đồ này kia nó cũng tương đối khá là mềm luôn Muốn đổ thì quạt xuống 330 Bao ship có luôn chậu Tiếp theo là mã số 15 ha, một cái cây uh, linh sam gieo hạt ghép 86, cây dáng trực ha anh em, cây uh, Tàn đồ mình hết trơn rồi Tương đối khá là đẹp và duyên ha Cây này uh, Tàn dài Đẹp luôn Củ đế thì thăng quái Vô trong chậu mỏng lét Khá là uh, Nét luôn ha Cây nè thằng cốt quá nè Cao hơn một gang tay em ha anh em Cây này chắc tầm cỡ 23 Đến 25 xăng Đó Quay vòng cho anh em mình coi Cây sạch sẽ luôn uh, Ghế rồi này kia Nó cũng thoáng thoáng nữa ha Rồi Cây này thì uh, mã số 15 Em xin giao lưu với anh em mình là ba gửi bao ship có luôn chậu hả anh em ba gửi mấy cái dòng 86 này thì gửi đi nó sẽ bị vàng lá ha về anh em cứ để nắng nhẹ à, tưới nước bình thường à, ít hôm thì ra lại lá mới hả anh em anh em để cho nó có tí nắng để nó kích thích nó quan hợp nó sẽ ra lá nhanh hơn ha anh em để trong mát không luôn á thì nó hay bị bỏ chi lắm anh em tại mấy cái dòng linh sam này thì nó ưa nắng lắm mà để nắng anh em Nó để nắng nhớ, nhớ tưới nước nha để khô nước thì nó chết luôn á Mấy dòng này vậy tại mình ép vô chậu nó nhỏ hết trơn rồi nè Cây nào cũng vậy hết trơn Mình cứ để khô nước là nó chết thôi anh em Tiếp theo là à, mã số 16 anh em Cũng là mã số à, cuối cùng của cái video 227 ha Thì em còn à, 4 cái cây à, tùng lạ háng ha à, Em đã vô nhôm à, bắt chi cành tương đối khá là ok cho anh em mình rồi Thì về anh em mình chỉ việc chăm thêm thôi ha nè đó có hai cây ha ông anh kia ông chốt rồi đóng thùng cho đã bây giờ cái địa chỉ nó bị sai á anh em cái nào à, em điện cho ảnh thì không nghe máy ha em khui ra em giao lưu lại với anh em mình luôn thì anh em nào thích cái cây nào thì alo à, ủng hộ cho em ha một cây là bốn trăm rưỡi bao ship ha anh em hai cây á là tám trăm rưỡi ha anh em hai cây tám trăm rưỡi tại mấy loại này thì nói chung lời không có nhiều chưa vô kẽm mấy cây này anh vô anh em thấy gì đó cắt tỉa đồ này kia cũng uh, gần các tiếng đồng hồ một cây ha anh em nè thằng cốt nè cây đầu tiên ha cây số 1 đó mã số 16 cây số 1 ha anh em bốn rưỡi cây này cây số 2 ha bốn rưỡi ha cây số 2 đó tay cành tàn thì em vô nhơ hết trơn rồi đây cây số 3 hả anh em ba đây có cái thẹo đây nhưng mà từ tùng thì uh, cũng không sao đâu anh em cứ yên tâm gỗ nó cũng chắc lắm hoành thăng cốt nè đế thì uh, chơi được thôi chứ không có được đẹp cho 24 giờ gì đâu hả anh em đại tùng thì anh em biết rồi uh, nó khó sắp đế cây nào mà được 24 giờ như vậy chắc vô tiền triệu quá nè vô chắc vài triệu quá đây một cây nữa ha cây này cây số 4 hả anh em rồi bốn cây Anh em nào chốt hết lô thì có giá uh, xanh sữa về cho anh em mình chơi ha Rồi anh em nào uh, chốt cái cây nào thì uh, alo cho em qua cái số điện thoại là 035 4323 996 ha anh em Đây cây này uh, mã 16 số 1 ha anh em Này số 2 Quay lại cho anh em coi cho nó rõ chút Này số 2 ha Này số 3 nè đó, số 3, tay cành tàn rồi cũng tương đối khá là ok rồi Cái này số 4 hả anh em rồi anh em nào thích cây nào thì uh, alo ủng hộ cho em ha